Hành trình sống lại của cô gái này kỳ lạ ghê. Người khác sống lại ở thế giới khác đều trở thành dũng sĩ, tinh linh hay ma pháp sư. Chỉ có cô là trở thành một bé nhện vô hại sống dưới đất. Cô ấy chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để bước từng bước trên nấc thang trở thành thần trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Trong bầy nhện ở thế giới mới, một bé nhện mang theo ý thức của con người đã lặng lẽ ra đời. Cô ấy chỉ nhớ mình là con người, đang đi học thì gặp phải động đất mất đi ý thức, không ngờ bản thân lại đầu thai thành một con nhện. Chúng ta sẽ gọi bé nhện này là Kumoko. Trong trí nhớ của mình, lúc trước cô rất thích ở nhà đọc truyện tranh chơi game. Cô từng xem rất nhiều anime thể loại chuyển sinh. Sau một lúc suy sụp, cô đã mau chóng chấp nhận việc bản thân là con người và đã đầu thai thành một con nhện. Hỏng bét là Kumoko vừa mới chào đời đã phải đối mặt với cảnh đồng loại ăn thịt nhau của bầy nhện. Ngay cả quái vật nhện khổng lồ vừa sinh cô ra cũng muốn xem cô là thức ăn. Kumoko hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy, khó khăn lắm mới thoát khỏi bầy nhện hung ác đó. Cô ấy chẳng biết gì về thế giới mới này cả, nghĩ thầm nếu có kỹ năng giống như giám định thì tốt quá. Lúc này bỗng dưng có một giọng nói vang lên trong đầu cô có 100 điểm kỹ năng, có thể học kỹ năng giám định. Kumoko mừng như điên, giọng nói giống như hệ thống cộng thêm thiết lập điểm và kỹ năng, không hề xa lạ đối với cô. Kumoko dứt khoát học kỹ năng giám định. Cô tin chắc rằng trong thế giới giống như game này, giám định chắc chắn là một kỹ năng thần thánh không thể thiếu. Đáng tiếc mọi chuyện lại không như cô mong muốn. Do mới đầu kỹ năng giám định chỉ có level 1, những thông tin có thể tìm được không khác gì những thứ có thể nhìn bằng mắt thường. Kumoko dùng kỹ năng lên người mình cũng chỉ biết rằng mình đã nhìn level 1 luôn. Khi Kumoko hết đường xoay sở thì vô tình phát hiện một hàng dấu chân của con người. Cô vội vàng chạy theo dấu chân, cứ tưởng gặp được con người sẽ có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Lúc này, con nhện bị chém mấy nhát ở trước mặt Kumoko đã làm cho cô tỉnh táo lại. Với thân phận hiện tại của cô, cho dù gặp được con người, cũng sẽ bị săn giết như ma thú. Lúc này bụng Kumoko réo vang, chỉ có xác con nhện trước mặt có thể được xem là thức ăn. Để sống sót, cô chỉ đành chịu đựng nuốt thịt nhện đắng chát xuống. Cô hiểu rõ rằng muốn sống tiếp ở thế giới tàn khốc này thì phải vứt bỏ nhận thức vốn có, học hỏi nguyên tắc sinh tồn mới. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, do Kumoko đã ăn con nhện có quan hệ máu mủ với mình, nên cô nhận được danh hiệu kẻ ăn người thân cùng với kỹ năng cấm kỵ và ma pháp ngoại đạo. Có vẻ chỉ khi thỏa mãn điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể học được kỹ năng mới. Tiếc là chẳng biết kỹ năng cấm kỵ này có ích lợi gì nữa, cô ấy mù tịt về cách dùng ma pháp. May mà Kumoko còn có năng lực nhả tơ của nhện, không chỉ có thể dâng thành một ngôi nhà nhỏ, còn có thể đặt bẫy bắt mồi nữa. Không lâu sau đó, con ma thú ếch đầu tiên đã sập bẫy, tứ chi bị lưới nhện quấn chặt lấy, không thể nhúc nhích. Kumoko thấy thế mới không cảnh giác nữa. Nhưng cô không biết trong thế giới mới đầy nguy hiểm này, lơ là cảnh giác sẽ phải trả cái giá đắt. Ma thú ếch há miệng phun độc về phía cô, mắt phải của Kumoko bị chất độc làm mù mất. Lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, thuộc tính kháng độc của cô được nâng cao. Thì ra thuộc tính của bản thân có thể được tăng level trong chiến đấu, chẳng qua cái giá phải trả có hơi đắt. Kumoko bị ma thú ếch chọc tức, cô dùng cơ thể linh hoạt của nhện để né độc liên tục, mau chóng vòng qua sau lưng ma thú ếch, dùng răng giải quyết nó. Cô đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên từ khi đến thế giới mới, với cái giá phải trả là một con mắt. Hình ảnh được chuyển đến trái đất, thì ra Kumoko không phải người sống lại duy nhất. Các bạn học của cô có người thay đổi chủng tộc và giới tính, trở thành tinh anh của mỗi tộc, cũng có người biến thành ma thú giống Kumoko. Ví dụ như cô gái tên Fay đã đầu thai thành một con rồng mạnh mẽ. Giáo viên chủ nhiệm lại biến thành tinh linh và đổi tên thành Philimop. Cô đã đi tìm tung tích học sinh của mình ở khắp mọi nơi. Hiện tại cô tìm được gần nửa sĩ số. Trong nhóm học sinh này, thân phận nổi bật nhất là hoàng tử đứng thứ tư của vương quốc Analet cùng với thái tử Hugo của đế quốc Rensand. Do các cô cậu học sinh bằng tuổi nhau nên theo học ma pháp và kiếm thuật tại cùng một học viên cao cấp. Tiếc rằng còn rất nhiều người chưa rõ tung tích. Những bạn học khác thỏa thích thưởng thức mỹ thực của thế giới con người, còn Kumoko chỉ có thể khổ sở cặp thịt ma thú ếch. Tin tốt duy nhất là sau khi đánh bại ma thú ếch thì cô tăng được 2 level, con mắt cũng đã khôi phục thị lực. Cơ chế tăng level bằng khôi phục trạng thái làm cô thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lúc này, lưới nhện của Kumoko lại có phản ứng, một người đàn ông đã lọt vào bẫy của cô. Người đàn ông trông thấy Kumoko bước tới thì quả quyết dùng bình cháy thiêu rụi tơ nhện rồi bỏ chạy, không kịp mang theo quả trứng khổng lồ mà hắn mang đến. Kumoko tò mò dùng kỹ năng giám định, cô tính làm một bữa thật no nê với quả trứng to này. Nhưng cô bất ngờ phát hiện kỹ năng giám định tăng level rồi, nó nhận biết quả trứng này là trứng rồng, còn giám định ra bản thân cô là quái nhện cấp thấp nhỏ bé. Có vẻ sử dụng thường xuyên cũng là một cách tăng level cho kỹ năng. Đáng tiếc có làm thế nào cũng không đập vỡ trứng rồng được, còn rất lấy rắc rối cho Kumoko nữa. Không lâu sau đó, con người lập đội kéo đến đánh cô. Họ đốt cháy ngôi nhà bằng lưới nhện của cô, bẫy lưới nhện sợ lửa, hoàn toàn không phát huy được tác dụng gì. Đối mặt với nhóm con người toàn level 20, Kumoko chỉ có thể nhục mặt chạy trốn, để mặc người ta đốt nhà mình. Cô âm thầm lập lời thề, tuyệt đối phải trở nên mạnh mẽ, không thể chịu đựng ấm ức như vậy nữa. Cô tìm kiếm ma thú cấp thấp ở khắp nơi để chiến đấu, luyện được kỹ thuật chiến đấu của riêng mình. Lợi dụng đặc điểm linh hoạt của thân hình mà né đòn tấn công, tùy thời cơ mà dùng lưới nhện để trói chặt quân địch, cuối cùng một đòn khiến đối phương chí mạng. Nhờ tuyệt kỹ này, Kumoko đã bước qua cửa ải level 10,
Không chỉ học được các kỹ năng mới như răng độc, kỹ năng giám định còn tăng lên level 5, có thể nhìn thấy lượng máu của mình, chỉ số của ma lực v.v. Quan trọng nhất là cô đạt được cơ hội tiến hóa. Trước mặt cô là hai con đường, một là quái nhện cấp thấp, hai là quái nhện cỡ nhỏ. Quái nhện cấp thấp sẽ không ngừng to lên trong quá trình trưởng thành, tuy to lên đồng nghĩa với việc mạnh hơn, nhưng dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ thù, còn hình dáng nhỏ bé thì bằng với linh hoạt. Đối với Kumoko, người luôn đặt mục tiêu sống sót đơn thuần lên hàng đầu, hiển nhiên quái nhện cỡ nhỏ là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi quyết định con đường tiến hóa, Kumoko rơi vào hôn mê, chờ đến khi cô tỉnh dậy thì phát hiện ngoại hình chẳng thay đổi gì, còn bị trở lại level 1 nữa. May mà kỹ năng và các năng lực khác không bị trở về con số 0, ngược lại còn mạnh hơn nữa. Tuy con đường trưởng thành của các người sống lại khác không trắc trở như Kumoko, nhưng cũng gặp phải một vài khó khăn. Trong một lần học ngoại khóa về ma pháp, họ bị rồng tấn công, giáo viên ma pháp bỏ mạng tại chỗ. Hugo kiêu ngạo muốn đánh solo với rồng, sau đấy bị nó dùng đuôi hất bay. Trong lúc quan trọng, Sun đã đứng ra sắp xếp các bạn học phối hợp với nhau để kiềm chế con rồng. Cuối cùng nhân lúc kẻ thù không phòng bị rồi bảo Fay tấn công chỗ hiểm của nó. Niềm vui khi đánh bại rồng nhanh chóng lan ra trong nhóm học sinh, chỉ có Fay là mang vẻ mặt nặng nề. Vì cô nuốt nhầm máu của con rồng này và nhận được danh hiệu kẻ ăn người thân, nghĩa là con rồng này chính là người thân của cô. Fay luôn xem mình là con người, cô không ngờ sau khi giết rồng thì mình lại đau đớn đến vậy. Khi thân phận hiện tại xung đột với lập trường của kiếp trước, phải chọn lựa thế nào chính là nan đề của mỗi người bọn họ, ngoại trừ Kumoko. Kumoko sinh ra trong tộc nhện thích ăn thịt đồng loại, cô chưa từng cảm nhận được tình thân. Đối với cô, rắc rối lớn nhất lúc này là làm thế nào để sống sót trong thế giới dưới đất. Bằng kỹ năng giám định, cô biết được bản thân đã bất giác đi vào tầng dưới của mê cung Elro. Cô đã gặp phải vô số thú dữ ở dưới này. Có một con rồng đáng sợ hơn cả đám ma thú này, ngoại trừ biết nó đang ở level 31, tên là Araba, còn lại cô chẳng dám định ra được gì cả. Araba vừa xuất hiện đã dễ dàng xé xác các ma thú hung dữ đó. Sức mạnh khủng bố đó khiến cho Kumoko không thở nổi. Araba hình như không thèm ngó ngàng tới Kumoko bé nhỏ. Sau khi chén sạch ma thú thì nghênh ngang bỏ đi, cũng nhờ vậy mà cô ấy thoát được một phen hú vía. Sau khi sống sót sau kiếp nạn, Kumoko nhanh chóng bắt ma thú cấp thấp để ăn cho đỡ sợ. Cơ mà cô lại không may ăn phải chủng loài mới vừa chua vừa đắng, phải vừa ăn vừa nôn. Có điều trong cái rủi có cái may, cô đã học được kỹ năng mới kết hợp chất độc. Cô hưng phấn đến mức đi tìm vượn trả thù để làm thí nghiệm, hiệu quả cực kỳ tốt. Trước lúc chết, vượn trả thù cất tiếng gào thảm thiết. Cô không biết một điều, vượn trả thù người giống như tên, nó sẽ không bao giờ ngừng trả thù cho bạn bè. Tiếng gào này chính là tín hiệu kêu gọi bạn bè của chúng. Không lâu sau, một đám vượn trả thù chạy đến, ép Kumoko đến mức cô chỉ đành nấp trên vách đá cao vút, điên cuồng nhả tơ ngăn cản quân địch. Từng con vượn trả thù bất chấp tất cả dẫm lên đồng loại bị dính chặt vào lưới nhện mà vẫn bò lên vách đá. Cô chỉ có thể dùng lưới nhện và chất độc để đối phó. Nhiều lần gãy tay gãy chân đều được hồi phục nhờ cơ chế tăng level. Trong Kumoko cứ như đang rơi vào đường cùng, nhưng thật ra cô đã bố trí chiến thuật một chiêu thắng địch. Cô nắm lấy lưới nhện giăng kín vách đá rồi nhảy xuống. Sức dính mạnh mẽ của tơ nhện đã mang theo một phần vách núi, đập sấp mặt bọn vượn trả thù bị dính trên lưới nhện và ở dưới đất. Chỉ có Kumoko di chuyển trên không bằng tơ nhện là kẻ sống sót. Đám vượn trả thù này đã cống rất nhiều kinh nghiệm cho cô, một bước lên 10 level, có thêm cơ hội tiến hóa. Giữa quái nhện và quái nhện độc cỡ nhỏ, cô không do dự gì mà chọn quái nhện độc cỡ nhỏ, quán triệt hình dáng nhỏ bé. Sau khi tiến hóa, có quá nhiều kỹ năng mới khiến Kumoko hoa cả mắt, trong đó một kỹ năng tên kiêu ngạo đã thu thú sự chú ý của cô. Không chỉ có thể nâng cao trị số và kinh nghiệm chiến đấu, nó còn có năng lực vượt qua cả hệ thống nữa. Kumoko đọc phần giải thích lạ lùng này mà không hiểu gì cả, nhưng cô tin chắc rằng kỹ năng càng bí ẩn càng mạnh. Cô không hề do dự dùng điểm để học kỹ năng kiêu ngạo này. Kỹ năng này giống như một chiếc chìa khóa giúp cô mở cánh cổng của thế giới mới. Một loạt kỹ năng mới tràn vào đầu Kumoko, thậm chí còn có cả ma pháp có thể triệu hồi vực sâu địa ngục. Đáng tiếc Kumoko vẫn chưa biết cách dùng hệ thống đặc biệt tên ma pháp này. Ngoài ra còn có hai điều mà cô cực kỳ bận tâm. Một là kỹ năng chưa xác định tên cấm kỵ, nó có thể tăng một lèo 4 level. Hai là kỹ năng cô tự động học được ma vương, tuy không biết có công dụng gì nhưng nghe thấy ít lắm. Đúng là muốn cô đi theo con đường sức mạnh tả. Sau khi thực lực được tăng lên hàng loạt thì cô đã tự tin hơn, quyết định xông vào tầng giữa của mê cung Elro. Ngạc nhiên là ma thú nơi này đa phần sống trong nham thạch nóng chảy, khiến Kumoko nóng đến mức chống cả mặt, ngay cả tơ nhện cũng bị đốt cháy, còn bị hai con cá nheo khổng lồ mạnh mẽ dòm ngó nữa. Kumoko ráng liền, cô ném chất độc vào miệng cá nheo rồi nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng không ngờ rằng sau khi tiến hóa thành quái nhện độc cỡ nhỏ, độc tính của cô mạnh hơn cô tưởng, con cá nheo đang bò lên bờ chết ngay tức khắc, con còn lại sợ hãi bỏ chạy. Lúc này Kumoko mới ý thức được rằng bản thân mạnh cỡ nào, tuân theo nguyên tắc tiết kiệm thức ăn nên cô đã chén sạch xác của cá nheo, chất thịt béo ngon khiến cô cảm động đến chảy nước mắt. Sau khi cô đến với thế giới này toàn phải ăn thịt ma thú vừa đắng vừa chua, thịt cá nheo thơm ngon nhiều nước còn kèm hơi nóng của nham thạch, đúng là ngon không tưởng. Kumoko hối hận không nên thả con cá nheo kia đi, cô bắt đầu càn quét ma thú trong nham thạch, ăn như hùng như sói, tiên thể tăng level luôn. Trong quá trình chiến đấu, cô phát hiện thể lực bị tiêu hao có thể giúp tơ nhện không bị lửa thiêu cháy trong khoảng thời gian ngắn.
Cô còn học được kỹ năng mới là tiên tri nữa, có thể thấy trước hành động tiếp theo của kẻ địch, kết hợp với dáng người linh hoạt của mình, đúng là kỹ năng né đòn thần thánh. Một khoảng thời gian sau, Kumoko cùng số kinh nghiệm đầy ắp nhờ kỹ năng kiêu ngạo đã chào đón đợt tiến hóa mới. Cô đã chọn lưỡi hái thần chết dự đoán được điều không may. Nghe có vẻ khá là ngầu. Hình dáng của lưỡi hái thần chết cải tạo hai chi trước của cô thành lưỡi hái sắc nhọn, đồng thời còn mang lại vỏ giáp cứng rắn cho cô nữa. Ngoại trừ thay đổi về cơ thể, sự thay đổi lớn nhất chính là nâng cao kỹ năng kể cả kỹ năng cấm kỵ. Trong đó có hai kỹ năng mới thu hút sự chú ý của Kumoko. Một là do thám, sau khi sử dụng thế giới sẽ biến thành một dãy mã số, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Kumoko. Cô gần như có thể nhìn thấy được một phần cội nguồn của thế giới này. Có lẽ thế giới này thực sự là một trò chơi do đấng sáng thế tạo ra. Kỹ năng còn lại còn khó tin hơn nữa. Nó gọi là ý thức song song. Nó có thể giúp Kumoko phân hóa ra nhân cách thứ hai. Hai nhân cách hoàn toàn dùng chung thông tin, nhưng có thể xử lý các nhiệm vụ khác nhau một cách độc lập. Kumoko cô đơn lẻ bóng ở thế giới này lâu như vậy. Lần đầu cảm nhận được niềm vui khi có bạn đồng hành, cô hưng phấn xoay vòng vòng. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định trong lúc chiến đấu, một người xử lý thông tin, gọi là bộ trưởng tình báo, người còn lại khống chế thân xác để thực chiến, gọi là bộ trưởng cơ thể. Từ khi có hai nhân cách thì năng suất chiến đấu tăng nhanh, lúc này Kumoko cực kỳ tự tin, kiêu ngạo mà tuyên bố rằng dù là dũng sĩ hay ma vương xuất hiện, cô cũng không sợ. Thú vị là trên thế giới này quả thật có dũng sĩ và ma vương tồn tại. Người mang danh hiệu dũng sĩ chính là Julius Vương Huynh mà Sun sùng bái từ bé. Anh có thực lực mạnh mẽ và tinh thần chính nghĩa. Anh cùng đồng đội đi càn quét quái vật xấu xa ở khắp nơi. Lần này anh đã tiêu diệt một con quái nhện màu trắng. Nó mạnh hơn anh tưởng nhiều. Kỳ lạ là trong lúc nguy cấp, cứ như quái nhện bị thứ gì đó uy hiếp, hoảng sợ không dám cử động, bị Julius nhân cơ hội đánh bại. Trong một diễn biến khác tại bên kia thế giới, một thiếu nữ mặc đồ đen đang bố trí đội quân. Cô chính là ma vương của thế giới này. Hết tập. Thiết lập của bộ anime này về đề tài thế giới khác khá là mới mẻ. Kumoko không chỉ không thể đầu thai thành dũng sĩ hay ma pháp sư mạnh mẽ, thậm chí còn chẳng phải con người. Các bạn học cùng nhau sống lại hưởng thụ thân phận hoàng tử công chúa cao quý, còn cô chỉ có thể chịu đựng cảnh khó khăn trắc trở nguy hiểm rình rập. Nhưng cũng chính vì hoàn cảnh khốn khó xung quanh Kumoko đã giúp cô đạt được tốc độ trưởng thành đáng kinh ngạc, thậm chí còn nhìn thấy được một phần cội nguồn của thế giới này. Trong hoàn cảnh đó, thực lực của cô sẽ vượt xa những người sống lại khác chứ? Sẽ có một ngày bọn họ gặp lại nhau chứ? Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Vâng, nội dung tập này đến đây là hết. Nếu bạn thích phần review của mình thì nhớ follow Mitchy An nhé. Hẹn gặp lại vào tập sau. Comment những bộ phim các bạn thích để mình lại review nhé ạ.